Hai mọi người, lại là tôi đây. Tối nay chúng ta sẽ ăn món thịt ba chỉ mọi người, thịt ba chỉ xào mặn mọi người, với cá lưỡi châu chiên sốt cà gió mọi người, với thịt bằm dầu ngũ qua mọi người. Hai mọi người, thịt ba chỉ xào mặn mọi người, ba chỉ khô tây mọi người. Còn món này là món cá lưỡi châu mọi người, cá lưỡi châu chiên sốt cà gió mọi người. Món này là thịt bằm mọi người, thịt bằm dòng hủ qua mọi người, hủ qua mọi người. Chuối mọi người, chuối lá xiêm, chuối sứ mọi người, là chuối mọi người. Cơm mọi người. Đi trà đá mọi người, trà xanh tuyết mọi người. Mắm mặn mọi người, mắm mớt mọi người. Dẻ mọi người, dưa không mình xương mọi người. Muỗng mọi người, đũa mọi người, mở bột gió cho nó mát một cái mọi người. Đúng mát mọi người. Mời mọi người ăn cơm, cơm mọi người. Này chưa có tắm mọi người, xà quần với bánh chè mọi người, cho nên chưa có tắm mọi người. Ăn cơm xong tắm luôn mọi người, khỏi ăn cơm thay đồ nữa mọi người. Đồ ngủ với đồ mặc nó khác nhau mọi người. Ngủ mặc đồ nó dài, chất liệu nó thoải mái mọi người, ngủ cho thoải mái. Đồ mặc người kia hai mọi người. Tiên trước mọi người, đẹp sau mọi người, vừa đẹp vừa thoải mái thì nói gì nói mọi người. Một chồng cháo mọi người, cháo này 20-22 mọi người. Một chồng cháo mọi người, không phải cháo 90 mọi người. Nhìn chả đúng ngon nè. Ngon quá à. Chào đúng nhiều mọi người. Phi sáng ăn nhiều nhiều xíu mọi người, để tỏi ăn hơi nhiều.
cá lư trong này hơi bự luôn rồi, hàng mi nhả xương luôn rồi. Cũng có thể do nó mềm mà thơm giúp nó cứng mà nó chiên giòn ăn khỏi nhả xương luôn rồi. Đuôi còn giòn luôn rồi, ngon. Tôi thích ăn với cái sốt và gió này hơn rồi, cảm giác cho ăn mắm này kia nó thấm rồi, như nó thấm như vậy luôn rồi. Là nó ăn sạch sẽ từ đầu tới đuôi luôn rồi, từ đầu tới chân luôn rồi. Ăn đúng xương rồi. Gà nên rồi. Nhiều thêm. Qua bị dèm dèm rồi. Ít qua lại dèm. Quay thông mất lên thôi. Mình lâu lâu coi là lỡ bấm vô mà ăn mà đúng đúng chép luôn rồi.
Nhớ mà ăn cũng đâu chép như luôn rồi, tôi chép giống vậy luôn rồi. Hay là do ghi âm thanh nhạy quá mà. Ăn mà chết lử luôn rồi. Nhưng kiểu như đó mà ăn chọc tức á, kiểu vậy luôn rồi. Nhớ ăn cũng bình thường nhưng mà xong nghe tiếng thấy nó trong cái video nghe ăn chép vậy luôn rồi. Ăn bình thường không tới đó. Đúng là bị dính mẫu mà. Ăn chung miếng ớt gì miếng ớt kêu cay phát làm cơm mọi người chọn mà ngon mà ăn chua chua mà mặn ngọt ngọt đúng cay. Bình thường buổi tối cũng nhiều hơn mà. Thịt nó có vẻ hơi dai luôn. Mà làm ở nhà chứ có tay luôn mà đã tay rồi. Giờ kho tay mà đẩy ớt luôn rồi cho nên bao cay luôn rồi. Thịt là bao da luôn.
chuối này là em tủ luôn rồi, chưa nó hầm á, chín luôn rồi. Giờ cũng được luôn rồi, ngày khác hơi sống sống. Đâu không ăn chuối chuối sống mà chuối chát nó ăn giống dầm mà ăn chấm món này món kia ăn chuối sống ngộ mà nhắc tối ăn mà no cái nó buồn ngủ tới luôn mà quay dắt nó tỉnh về không mà cũng lê quay tới tối mới có ngủ chưa phê. Cũng cam nè cộng lên răng nè châu ăn cơm ngon luôn rồi, cá lóc châu sốt cà gió ngon luôn rồi. Tại lỡ cho ông chọn thịt kho luôn, nhưng đại ông cơm chọn với sốt cà gió ăn cũng ngon luôn rồi. Chào bác. Thịt bằm giờ hôm qua ngon rồi, thịt kho cũng ngon rồi, có đều thịt hơi dai luôn rồi, dai. Thịt mềm mềm ngon, này hơi dai, ăn cũng ngon. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một bữa tối thật là ngon miệng và có một đêm thật là vui vẻ khỏe mạnh và được phúc nhiều. Bye mọi người. Chào bác.